Bé Như nó chào mọi người đi. Bé Như nó xin chào đi con. Xin chào. Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đi cắm câu ếch này các bạn. Và có bé Như đi theo nữa. Thời gian vừa rồi mình không có ra được nhiều clip mới cho các bạn xem á, do tình hình sức khỏe của mình không có được tốt và công việc bận rộn nữa các bạn. Vừa rồi mình cũng bị nhiễm Covid á. Mình vừa hoàn thành hết cái cách ly xong thì hôm nay mình đã trở lại với công việc rồi, cũng tăng ca nhiều, không có nhiều thời gian làm clip. Hôm nay mình tranh thủ đi cắm câu ếch nè, mình muốn chia sẻ với các bạn cùng xem nha. Và mình chúc cho mọi người luôn nhiều sức khỏe nha các bạn. Uống nha con. Không hả? Bướm bay nữa hả con? Wow. Rồi đó đi cho cha mệt cha xỉu luôn. Ẩm nó xuống nó không có chịu đó. Nó đeo cứng ngắc luôn. Này mình cắm sáng mình ra thăm hả anh? Ủa tối mình đi thăm được không? Nhưng mà sáng mình đi làm mà. Khoái dọc nước kìa, đòi lội xuống dưới sình đi kìa, đó. Mẹ nè, sợ chưa? Té nha. Coi nè, sình nè, sình nè, đó, không sợ luôn. Quần rồi kìa. Dữ dằn rồi. Cha làm gì đó? Cắm câu. Con cà cuốn nè. Cà cuốn. Cà cuốn con ở đây quá trời luôn. Đây nè. Nó có dụng nước nè, cà cuốn lớn nó bay nó vô đây nó đẻ nhiều. Bạn thấy con cà cuốn không? Đó. Té rồi con. Đây mẹ ẵm con nè. Mẹ ẵm nha. Con đi theo cha hả? Thì ô cha đi lẻ quá mà. Trời ơi. Đây mẹ ẵm con. Nha mẹ ẵm con gái nha. Không, không chịu ẵm nè anh. Nó lì rồi không. Xin lại gì mà nó đi kìa. Còn cười nữa. Mẹ, nhanh. Mẹ đi chậm quá hả? Đi theo cha ha con ha. Cái chân của bà cả. Trời ơi, dọc sình kìa. Như ơi. Ồ, giảm luôn. Không mà là ở đây nó không có gai nha. Có sình với nước vậy thôi. Bắt đầu bà đi à. Đâu, Như tạt nước mẹ thử coi. Như dám tạt nước nữa không? Ừ được. Cái gì vậy? Làm gì mà không dám, nắm chân cha kìa, nắm chân cha đi theo kìa. Ơi, lại đây mẹ, lại đây mẹ. Khuya bé Như nó ngủ rồi các bạn ơi, mình tranh thủ đi thăm câu coi có con ếch nào không nha. Thì sáng mình còn phải đi làm đó các bạn. Ôi dính con, mai nha. Ôi dính được các bạn ơi, một đứa. Ui. Ủa các bạn coi nè. Ồ, đã chưa? Con đầu tiên. Đây. Nhỏ nữa các bạn. Không được to nha. Đây, ảnh đây. Rồi. Mồi tăng nát á xem. Câu của mình hay là.
Đây là dính nhỏ nè. Nhảy. Đây các bạn. Từ từ cho mọi người xem nào. Đây các bạn. Thì không con nữa. Được 3 con rồi. Đâu rồi? À đây. Anh nhỏ rồi. Úi ơi, tôi bắt cái anh bắt đi. Này nè mọi người ơi. Wow. Đây, bỏ đi nha. Túm rồi nó không thôi nhảy thôi nữa. Dạ. Anh kia nghe tẩm tẩm. Đây là lần đầu tiên vợ chồng mình thử đi cắm câu ếch như thế này đó các bạn. Thu hoạch cũng không có được nhiều nhưng mà cũng có được một bữa ăn, thay đổi khẩu phần ăn cho con. Và ếch đồng ăn cũng rất là tốt đó các bạn. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Mình định là sáng nay mình sẽ đi cuốn câu á, sẽ quay phim cho các bạn xem. Nhưng mà sáng mình phải đi làm sớm nữa. Còn phải gửi con và đi làm sớm nữa các bạn. Cho nên là mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn.